Với những hoa gì nổi tiếng trên thì dù xinh đẹp cỡ nào, việc makeup mỗi khi lên hình cũng là thói quen không thể thiếu. Và rõ ràng, chẳng ai muốn để lộ hình ảnh mặt mộc của mình ra ngoài gì biết đâu nó lại gây mất điểm trầm trọng, khiến bạn mất đi một lượng lớn fan. Thế nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ và câu chuyện hoa gì cùng nhan sắc thật cũng thế. Hoa gì trong câu chuyện chúng ta đang đề cập ở đây có tên là Matasu, 24 tuổi, đến từ Nhật Bản. Masato vốn là một hoa gì nổi tiếng nhờ hình tượng xinh xắn, dễ thương. Trước đó, cô nàng vốn nổi tiếng với những bức hình vô cùng xinh xắn, dễ thương trên. Làn da trắng, đôi mắt to tròn ngây thơ của Matasu khiến lượng follow của cô nàng cứ thế tăng lên dùng dục. Tuy nhiên, không hiểu gì lý do gì, một ngày đẹp trời nọ, Matasu quyết định không sống ảo nữa. Cô nàng tự tin khoe ảnh mặt mộc của mình lên Twitter. Và phản ứng đầu tiên của mọi người khi ấy chính là sốc nặng. Lý do là bởi thiếu đi lớp trang điểm, Matasu thực sự trông như một người hoàn toàn khác. Cô nàng để lộ gương mặt kém xinh với đôi mắt một mí, mũi tẹt, miệng rộng, gương mặt nhợt nhạt không điểm nhấn. Bạn có tin đây là cùng một người không? Đây là nàng hoa gì đáng yêu mọi người từng biết. Và đây là mặt một chẳng hề liên quan của cô nàng. Một số người đã tỏ vẻ thất vọng khi biết gương mặt thật của Matasu vì không ngờ hoa gì mình từng theo đuổi trông bình thường hơn cả những cô nàng bình thường khác, nếu không muốn nói là xấu. Dẫu vậy, Matasu bỏ ngoài tai những bình phẩm tiêu cực này và tiếp tục sống thật. Kết quả là dần dần, cô nàng đã thay đổi được định kiến của mọi người và chuyển sang hình tượng hết sức tự nhiên như hiện tại. Sự dũng cảm, gương mặt không xinh nhưng thừa hài hước đã giúp Matasu lấy lại được sự nổi tiếng. Cô nàng bây giờ thu hút tới hơn 450.000 lượt follow trên. Matasu đã giúp chứng minh một sự thật, con gái không nhất thiết phải xinh đẹp, cứ tự tin là nhất định cũng sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người và tỏa sáng theo cách riêng của mình rồi.